Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì Diễm làm cái món xôi vị. Thì xôi vị này ngày xưa mỗi lần đám giỗ thì bà dì Sáu của Diễm rất là hay làm. Cái món xôi này mới ăn mình không quen, mình sẽ thấy không có ngon. Tại vì cái mùi hoa hồi nó hơi đặc biệt đó. Nhưng mà mình ăn quen rồi mình thấy rất là ngon. Tại vì xôi nó dẻo nè, nó thơm và ăn trúng miếng đậu phộng giòn giòn bùi bùi nữa rất là ngon. Và cách làm cũng không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi vị với Diễm nha. Ở đây Diễm có 50 g đậu xanh, mình do rửa cho thật là sạch. Sau đó mình cho nước ấm nha. Nước mình sờ vào thấy ấm tay, mình ngâm trong vòng 4 tiếng. Cái này mình ngâm lâu, tại vì nếu mà mình không ngâm lâu, lúc mà mình hấp lên á, thì cái đậu xanh nó cứng, nó sẽ không có ngon. Tiếp theo Diễm có 500 g nếp. Nếp này là nếp cái hoa vàng. Mình làm cái nếp hạt tròn á, thì cái hạt xôi của mình khi làm xong nó còn nguyên hạt, nó ngon hơn. Ở Việt Nam thì mình làm nếp ngỗng cũng ngon, hoặc là nếu không có thì mình dùng nếp thường. Mình do rửa nếp cho thật là sạch, sau đó mình cũng đi ngâm nếp, nhưng mà nếp mình ngâm không có lâu ha, mình ngâm trong vòng 30 phút. Mình cho nước thì cái này nước mát nha, nước bình thường, nhiệt độ phòng, không lạnh cũng không nóng. Sau khi mà đậu xanh đã ngâm được 4 tiếng á, thì Diễm đổ ra cho nó ráo. Và nếp á, mình ngâm 30 phút, Diễm cũng đổ ra trong cái rây luôn. Đậu xanh mình để ráo nước á, thì Diễm cân lại được 100 g, còn nếp á, là 700 g. Mình để cho nó thiệt là ráo, tại vì mình phải cân cái lượng nước vô cho nó chính xác đó. Mình để ráo 5 phút. Sau khi ráo nước rồi á, thì Diễm trộn đậu xanh với lại nếp vào chung. Diễm nêm vào 2 phần 3 muỗng cà phê muối thì mình cân được 3 g. 350 g. Nếu tính bằng ml đó là 360 ml nước nha, mình cân đi cho nó chính xác. Mình trộn lên cho thật là đều, Diễm cần chính xác cái lượng nước, tại vì nếu mà cái lượng nước trên lệch á thì lúc mà mình làm xong có thể cái xôi mình nó bị nhão hoặc là bị khô. Bắt cái chảo lên bếp á, thì Diễm bật cái lửa lớn nhất luôn. Và bây giờ á, mình sẽ xào cái nếp này nha. Dưới cách xào nếp như vậy á, thì Diễm thấy á, cái hạt nếp á, nó hút đủ nước. Vì vậy á, mình nấu chín rồi mình để nguội, nó không có bị săn gạo lại. Nó dẻo, nó ngon dù mình để sang ngày hôm sau. Mình lưu ý là mình xào ở cái lửa lớn và mình đảo thật là đều tay. Nếp bây giờ nó đã sôi lên thì mình cũng tiếp tục mình đảo cho tới khi mà mình thấy nước nó rút vào trong cái hạt nếp. Đó, nó rút còn như vậy nè. Thì mình sẽ hạ lửa xuống, cái lửa là trung bình nha. Bếp Diễm có chín số, Diễm để số 6 rưỡi. Thì mình tiếp tục mình đảo thêm khoảng cỡ từ 1 cho tới 2 phút nữa rồi mình mới nhấc khỏi bếp. Đó, mình thấy cái nước nó rút vào và cái hạt nếp bắt đầu nó hơi ráo lại tí xíu nha. Mình đừng có đảo lâu quá thì cái nếp của mình khi mà hấp xong cái hạt nếp nó không có còn nguyên hạt, nó không có bóng đẹp. Đó, Diễm thấy như vậy rất là vừa. Thì mình nhấc ra khỏi bếp liền. Nhắc ra khỏi bếp á, thì mình cũng đảo tí xíu ha, tại vì có thể cái dưới cái đế chảo nó còn nóng đó. Đó, để Diễm quay gần hạt nếp. Hạt nếp như vậy nè, thì mình làm ra cái xôi vị nó rất là ngon, nó còn nguyên hạt và nó bóng, nó dẻo nữa. Cái sửng tre của Diễm, cái đường kính là 28 cm. Diễm cắt một cái tờ giấy nướng bánh đó, Diễm lót ở trong để Diễm hấp. Thì mình đục những cái lỗ này, thì Diễm lấy cái đồ bấm giấy lỗ đó, Diễm bấm cho nó dễ và nó nhanh. Mình dùng giấy nướng bánh thì nó sẽ không có bị dính. Mình cho cái phần xôi mà mình đã xào trên bếp vào mà mình mang đi hấp. Mình dùng cái đồ vết bột như Diễm nè, mình tạo những cái rãnh như vậy cho hơi nó lên đều thì xôi nó sẽ chín ngon. Nước thật là sôi ấy, thì mình để cái sửng hấp lên mình hấp. Với cái lượng nếp và cái sửng tre này thì Diễm hấp, Diễm thấy chính xác 20 phút với là cái xôi Diễm chín rất là ngon ở cái lửa trung bình nha. Làm sao cho nước nó sôi vừa đủ. Mình kiểm tra sau 20 phút mình mở ra, mình xới lên thử, mình thấy mình ăn thử cũng được. Cái hạt nếp nó dẻo, nó mềm, nó không có còn cái độ cứng á, là mình nhấc khỏi bếp được. Để Diễm quay gần cái hạt nếp mà đã nấu chín. Đó thì nó rất là rời rạc ha. Nó rời rạc nhưng mà hạt nếp nó dẻo mềm ngon lắm. Mình để nguội vẫn không có bị săn gạo lại. Bây giờ mình sẽ để xôi ở đây cho xôi nó nguội trong vòng 30 phút nha. Cho nó nguội bớt đó, tại vì nóng quá thì mình xào hạt xôi nó dễ bị bể đó. Ở đây Diễm có 40 g đậu phộng mình rang lên cho vàng. Và 20 g mè mình cũng rang vàng luôn nha. Tùy đậu phộng á, thì đậu phộng này Diễm thấy cũng hơi to. Mình để nguyên hạt như vậy mình cho vào cái xôi nó không có được ngon đó, nó dễ rớt ra nữa. Vì vậy Diễm sẽ cắt nó ra. Diễm nghĩ là mình không có nên bằm, tại vì bằm nó dễ bị nát á, làm cho cái đậu nó không có còn cái độ giòn. Thì Diễm cắt ra như vậy nè.
Diễm dùng cái khuôn hình chữ nhật có chiều ngang là 22 cm và chiều dài là 28 cm. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình lót bên dưới như vậy để mình ép sôi ra, sôi nó nguội rồi mình lấy ra cho nó dễ. Bắt một cái chảo lên bếp á, thì Diễm cho vào 10g hoa hồi. Hoa hồi này là cái hương liệu chính để tạo lên cái mùi thơm của cái xôi vị. Mình bật lửa trung bình và mình rang cho cái hoa hồi lên nó thơm á, nó thơm thì cái xôi của mình cái mùi nó ngon hơn là mình không rang. Đó, khi mà mình thấy nó thiệt là thơm rồi thì Diễm cho vào 165ml nước cốt dừa nha. Cái này Diễm dùng một lon luôn, mình khui ra cái mình xài hết. Và 180g đường thốt nốt, thì cái lượng đường này Diễm thấy rất là vừa ăn. Diễm nhớ hồi xưa bà dì Diễm làm thì nó ngọt hơn tí xíu nữa, nhưng mà Diễm thấy như vậy là ngon lắm rồi. Mình sẽ nấu cho đường nó tan nha, cũng ở cái lửa trung bình, nó sôi nhẹ thôi. Khi mà mình thấy cái đường nó tan hết rồi á, thì mình cũng chỉnh cái lửa cho nó sôi như vậy trong vòng 5 phút nữa ha, cho cái hoa hồi nó thơm và cái nước đường với dừa nó cũng kẹo lại thơm tí xíu đó, đồng thời giúp cho nước cốt dừa mình để lâu mà nó không có bị hư. Sau 5 phút á, thì Diễm cho vào một muỗng cà phê tinh chất vani, Diễm cân được 4g ha, mình khuấy lên cho thật là đều. Sau khi khuấy đều rồi thì mình chỉnh lửa lên cái lửa lớn nhất, thì Diễm để số 9 á. Và mình thấy cái nước cốt dừa của mình nó sôi bùng lên thì mình cho xôi vào, như vậy giúp cho hạt xôi của mình nó còn nguyên hạt á, nó chắc và nó dẻo ha. Cho nếp vào rồi thì mình xào thiệt là nhanh tay nha, trong vòng 5 phút. Cái này tại vì cái lửa lớn á, vì vậy mình phải đảo ở dưới cái đế của cái chảo nha, không mấy là nó bị khét ở dưới đó. Đó, mình cứ đảo thiệt là đều tay như vậy, trong vòng khoảng 5 phút á, là cái phần xôi vị của mình đạt. Để Diễm lấy ra, mình lấy ra mình cũng tiếp tục mình đảo nhẹ khoảng từ 10 tới 20 giây ha. Xôi lúc mình vừa nhắc khỏi thì mình nhìn có thể nó hơi nhão, nhưng mà cái hạt nếp á, thì nó vẫn còn nguyên như vậy, nhưng mà để nguội nó sẽ săn lại. Mình sẽ lấy những cái hoa hồi ra nha, tại vì nếu không lấy ra ăn trúng nó đắng lắm á. Rồi bây giờ mình rắc một cái lớp đậu phộng, mình lấy 1/2 cái phần đậu phộng á, mình rắc đều lên trên khuôn. Và cũng 1/2 cái phần mè rang, mình rắc đều lên. Rồi mình cho nếp vào. Mình cho nhanh tay nha, tại vì nếu mình để lâu quá nếp nó hơi săn lại á, thì mình khó làm cho nó dính chặt hơn. Mình ép thiệt là chặt tay á, thì lúc mà mình cắt ra cái miếng nếp của mình á, nó còn nguyên. Còn nếu mình ép không chặt quá thì có thể cắt ra nó không có được đẹp, nhưng mà nó vẫn ngon. Đó, Diễm dùng cái đồ vít bột này nè, Diễm nén nó xuống. Sau khi mà nó đều hết rồi thì mình lấy cái phần đậu và phần mè còn lại, mình rải đều lên trên cái mặt của xôi. Và Diễm cũng dùng cái đồ vít bột đó, Diễm ấn nhẹ xuống cho cái này nó, cái phần đậu và mè nó dính chặt lên cái mặt xôi á. Vậy là mình đã hoàn thành xong món xôi vị rồi. Mình sẽ để cho xôi nó nguội nha, thật nguội ấy, rồi mình mới cắt ra. Thì Diễm để khoảng cỡ 2 tiếng là Diễm thấy ăn rất là ngon. Cái này mình để qua đêm thì mình không có nên đậy kín ha, tại vì đậy kín quá làm cho đậu phộng nó bị mềm á. Đó, sau 2 tiếng thì Diễm lấy ra. Mình có thể để nguyên trong khuôn á, mình cắt luôn cũng được. Còn Diễm lấy ra cho mình dễ thấy được cái xôi. Xôi khi nguội nó sẽ chắc lại và cái hạt nếp mình thấy nó còn nguyên hạt rất là ngon. Và mình để sang ngày hôm sau thì xôi vẫn dẻo, mềm, ngon lắm luôn á. Xôi này mình không có nên làm dày ha, tại vì mình làm dày quá ăn một cái miếng rất là ngán, Diễm thấy làm mỏng mỏng như vậy nè, ngon lắm. Mình cắt á, thì tùy mình thích, mình có thể cắt miếng hình chữ nhật hoặc là hình thoi cũng được, để Diễm quay gần miếng xôi. Xôi này mình để nơi thoáng mát á, thì mình để được 2 ngày ha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món xôi vị này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.